súp kìa, thơm quá trời thơm luôn. Đây nè, đào châu luôn à. Thịt này với trứng đồ chuẩn bị sẵn hết rồi cả nhà. Ngon quá, hấp dẫn quá. Mùi nước lẩu nó thơm. Đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và chia sẻ giùm em nhé. Đây là giá, đây là hủ tiếu khô, đây là mì. Anh chủ đăng like TikTok. Ai biết đâu, hỏi ta biết là mấy tô. Giờ này đang trụng giá như trụng hủ tiếu nè. Cái này mới dọn ra đó nha. Mới dọn ra 2 giờ mấy. Mấy tô. Học dịch mà uống nóng bằng cháu cả nhà. Này luộc rồi hả chế? Luộc rồi chín rồi đó. Cho nó nóng á. Đem rán tới nước dè luôn. Tỏi sấy, tỏi nè. À, tô 25 cành nha mọi người ơi. Đầy đủ topping. Có hai vợ chồng anh người nước ngoài nữa nè. Cái này đổi thì anh trả này sao anh chỉ được chết luôn. Hỏi mấy cái khó. Cha 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 cha. Đi con. Cha cha. Ơi. Cha của con. Ừ. Rồi đã xuống rồi bạn đó. 25 cành nha mọi người. 25 cành. Hết
không còn gì phải nói. Tiếp tục tô nữa ra này. Rồi trộn thêm vô lên. Tô thứ hai nha mọi người, giòn topping, chịu luôn, chịu lại. Nó nói quay quá nó mất cỡ á. Tô thứ hai rồi nha. Khách lại ăn nữa cả nhà. Tiêu cả nhà. Giờ khách lại làm xong rồi khách về liền. Thank you mẹ Ken, cảm ơn mẹ Ken nha. Chị này bảo quay vlog đó mọi người. Tập vô luôn hay là để gì không? Dạ, để cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Video đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.